Xin chào quý vị và các bạn, quay trở lại với kênh Trinh Garden. Ở video trước thì mình có làm video về chia sẻ về cách ủ phân đạm cá với lại IMO4. Thì nhiều anh chị vẫn thắc mắc là không biết sử dụng như thế nào cho đúng cách. Ở video này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng phân đạm cá ủ với IMO4. Đây là bình đạm cá mà mình đã ủ với IMO4 hôm trước mà mình đã quay cho các bạn xem. Bình này đã được khoảng một tuần rồi các bạn. Các bạn xem này, phần thịt cá bắt đầu đang giã ra rồi đây. Các bạn thấy không? Thịt tan ra này. Đấy. Hôm trước thì tan hết da rồi, hôm nay lại bắt đầu tan đến thịt rồi. Mình nghĩ là thịt nó đang giã hết rồi này. Giờ mình khoáng lên là chắc còn cái xương đấy. Ngâm khoảng một tháng chắc là xương cũng tan luôn các bạn. Mở các bạn xem nhé. Đây. Đây là nó hơi bị đầy một chút. Trào hết cả lên trên rồi này các bạn. Mình ngâm hơi đầy các bạn. Nếu các bạn ngâm thì nên ngâm chỉ đến lưng bình này thôi. Sau này nó phi sinh, nó phát triển, nó sẽ làm cho đầy bình lên. Vậy thì phân đạm cá này sử dụng như thế nào? Thì mình xin chia sẻ là phân ủ đạm cá này sẽ bổ sung đạm nitơ cho cây trồng các bạn nhé. Thì đối với các cây ăn quả như là cam quýt, mít dừa, dưa lê, táo ổi thì các bạn sử dụng phân này pha với nước sạch tỷ lệ là 1 trên 50 để tưới gốc các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn phun lá thì tỷ lệ 1 nhân với 100 đối với các cây ăn quả, các bạn lưu ý. Còn đối với các cây trồng ngắn ngày và các cây rau á, ăn lá thì các bạn pha với tỷ lệ 1 chia 100 để tưới gốc và 1 chia 200 để phun lá là phân ủ đạm cá với IMO4 rất an toàn với cây trồng, cho nên các bạn không phải lo lắng gì nhé. Cứ pha và tưới cho cây thôi, bổ sung vi sinh vào trong đất và cho cây. Phân đạm cá ủ với IMO4 thì giải quyết tình trạng cây bị còi cọc, thiếu đạm và kém phát triển. Lá bị xoăn thì các bạn có thể bổ sung phân đạm cá để giúp cho cây phát triển về thân, cành, lá được tốt hơn. Mình đang có một số cây dưa lê bị còi cọc, bị thiếu đạm mà các bạn. Mình sẽ áp dụng luôn phân đạm cá xem hiệu quả như nào các bạn, mời các bạn theo dõi nhé. Đối với cây dưa thì mình sẽ áp dụng tỷ lệ là 1 trên 50 để tưới gốc. Ở đây mình có cái thùng nước sạch sơn này khoảng độ 18 lít. Thì mình sẽ cho khoảng 200 ml nước phân vào trong nước này để tưới vào gốc. Mình sẽ tiến hành đong khoảng chừng 180 ml nước phân vào trong này. Sau khi cho phân vào bình nước thì các bạn khuấy đều lên. Đó. Các bạn có thể đi tưới trực tiếp cho cây trồng và mình sẽ tưới cho cây dưa của mình các bạn nhé. Đây, các bạn xem cây dưa của mình còi cọc thế thương không? Cây ra hoa rồi mà ngắn có một mậu rồi. Cây cứng ngắc. Còi cọc. Tại vì mình đất trồng đất ở dưới trong vườn á, không có trộn gì hết. Thương không? Hy vọng là sẽ cải thiện được các bạn nhé. Hãy xem những ngày sau mình sẽ sử dụng phân để tưới cho cây dưa của mình. Lá này, ngọn này, vàng, lá vàng, ngọn vàng, thấy không? Tình trạng mình sẽ quay thêm để các bạn xem kết quả.
rất là còi các bạn ạ. Còi cọc. Nhìn cây rất còi cọc nhá. Đó, kém phát triển. Các bạn nhìn. Xoắn cả ngọn lại, nhìn cái ngọn của nó xoắn cả lại, thấy không? Như vậy mình đã chia sẻ với các bạn cách để sử dụng phân ủ đạm cá từ vi sinh IMO4. Hy vọng là các bạn có thể áp dụng cho cái việc làm vườn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào.